Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau về của chúng tôi. Và sau đây là tin tức vắng Harry Won Chiến Thành bị cưỡng hôn tới tấp. Chiến Thành chỉ biết kêu cái gì vậy, cái gì vậy khi bị Nam Thư cưỡng hôn tới tấp trên sân khấu. Cặp đôi đầu tiên tham gia chương trình là Nam Thư và người bạn Anh Vũ. Khi được Chiến Thành hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Nam Thư cho biết tụi em ăn chung mâm, ở chung nhà, còn mối quan hệ như thế nào thì tùy mọi người phán xét. Thế nhưng Anh Vũ đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc ấy khi tiết lộ tụi em là chị em. Chiến Thành hội ngộ bạn đại học Nam Thư trên sân khấu. Trong suốt cuộc đua, Nam Thư luôn là nhân tố khiến Chiến Thành hoảng loạn vì sợ bức bình thường của mình. Kiều nữ làng hài liên tục la hét để thể hiện sự quyết tâm. Không những thế, cô còn máu lửa hò reo khi thấy các anh chị em đồng nghiệp đẩy mức cược lên cao. Chiến Thành đã phải lên tiếng nhắc nhở, hình như có ai cho bạn uống thuốc lột thì phải. Thì Nam Thư giải thích, bạn tăng động bao nhiêu là tôi tăng động bấy nhiêu đó nha. Chưa dừng lại ở đó, Nam Thư còn khiến Chiến Thành choáng váng khi liên tục cưỡng hôn. Khi Chiến Thành còn đang choáng váng thì Nam Thư lại tiếp tục nhảy chờ và ôm lấy nam MC. Được biết, hai người là bạn cùng lớp tại trường sân khấu điện ảnh. Cặp đôi tiếp theo của chương trình là đôi bạn Lan Phương và Quốc Khánh. Quen biết nhau từ khi cả hai còn là sinh viên trường đại học ngoại thương nên Lan Phương rất tự tin về độ thấu hiểu của đội mình. Không những thế, nữ diễn viên cô gái xấu xí một thời còn tiết lộ cả hai giống nhau ở thói quen, sở thích và ở cả nhóm máu hiếm. Hai cặp đôi còn lại là vợ chồng diễn viên Huy Cường và Hoàng Lan và vợ chồng người mẫu Ninh Hoàng Ngân và Trường Giang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.